Nhận định bóng đá hôm nay, Dundalk gặp Arsenal lúc 0:55 ngày 11 tháng 12 Cúp Europa League 2020-2021. Ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin tỷ lệ bóng đá, thống kê bên lề trước trận đấu, cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Arsenal đang là đội bóng gây thất vọng nhất tại ngoại hạng Anh mùa này. Sau 11 vòng đấu, pháo thủ hiện đã tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, thắng 4 và để thua tới 6 trận. Khoảng cách đến top 4 cũng đã bị nới rộng lên thành 8 điểm. Tệ hơn, họ còn đang là đội ghi bàn kém nhất trong top 17, 10 bàn. Nhưng ở sân chơi châu lục, Arsenal lại trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác và đó là lý do giúp huấn luyện viên Arteta vẫn còn đang ngồi ở trên chiếc ghế nóng. Sau 5 lượt trận, Arsenal là tập thể duy nhất trong tổng số 48 đội có thành tích toàn thắng và nghiễm nhiên vị trí số 1 bảng B của họ là bất khả xâm phạm. Trận đấu gặp Dundalk sắp tới tất nhiên chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với Arsenal, nhưng có lẽ họ vẫn sẽ nỗ lực để ra về với 3 điểm. Pháo thủ lúc này rất cần những thắng lợi để sốc lại tinh thần và sẽ chẳng có quân xanh nào phù hợp hơn Dundalk lúc này. Sau 5 trận, Dundalk toàn thua thủng lưới tới 15 lần. Đội bóng Ireland dù rất nỗ lực nhưng mọi cố gắng của họ cũng không khỏa lấp được sự chênh lệch quá lớn về mặt trình độ so với mặt bằng chung. Còn nhớ ở lượt đi, Dundalk đã phải phơi áo 3 bàn không gỡ trên sân của Arsenal. Arsenal sẽ là đội bóng được đánh giá cao hơn trong trận đấu này. Không bất ngờ nếu thầy trò Mikel Arteta có được chiến thắng dễ dàng.